làm chiếc vòng tay mang tên là Radiant Collect của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một chiếc vòng tay có tên của một MC analyst, đó là Radiant Collect. Và để làm được cái vòng tay này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình phần dây này. Đây, ở đây thì mình sẽ sử dụng là loại dây cước co giãn, các bạn có thể thay thế bằng dây chun nhé. Tiếp theo là chữ và vòng. Mình sẽ buộc một cái đầu dây vào như này. Và mình sẽ sử dụng phần chữ này và cái phần hạt vòng nhé. Bây giờ thì đầu tiên mình sẽ chọn những cái hạt vòng nhỏ với nhiều cái màu sắc này. Thì mình sẽ chọn màu trắng này, theo là màu đỏ này, xanh lá cây nhạt, màu vàng, hồng, xanh dương. Giờ mình sẽ sâu các cái hạt vòng bé này vào bên trong cái sợi dây trắng này. Xanh dương, màu xanh lá cây, tiếp tục thì mình sẽ ghép cái chữ để tạo thành cái phần tên. Tên đây là Green Black, chữ R. Tên của cái MC này rất là ngắn thôi, nó chỉ có 9 chữ cái thôi, chữ R, chữ Y, chữ A, chữ N, chữ C, chữ N. Chữ
Và chữ cuối cùng sẽ là chữ A. Chín chữ cái để ghép thành cái tên tên cách. Giờ mình sẽ sâu các cái từng chữ cái này vào trong cái từng dây. Chữ K này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái vòng hình trái tim ấy. Mình sẽ sâu vào giữa các cái chữ ấy. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Maker's Spear của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thử nghĩ cách làm nhé. Chữ P. Chữ F. Chữ sphere. Sau đó thì mình sẽ ghép chữ makers. Mình sẽ là chữ sphere này. Bây giờ thì ghép chữ makers thì mình sẽ ghép cái vòng ở giữa. Và đây. Để cho màu xanh mà giữa đi, màu xanh rồi thì mình sẽ ghép chữ sphere, chữ makers, chữ makers thì có 6 chữ cái, chữ M này, chữ A, chữ N, chữ C, chữ U và chữ S. Bây giờ thì mình sẽ ghép chữ S đầu tiên.